Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Đây các bạn ơi, Hyundai Santa Fe 2020 máy dầu các bạn ạ. Bản này là bản tiêu chuẩn nha các bạn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã phát hiện ra bản tiêu chuẩn rồi đúng không ạ? Ở đây thay vì là thanh trang trí được mạ chrome hoặc là lưới tản nhiệt được mạ chrome đen thì đây nó chỉ là nhựa đen và mạ bạc thôi các bạn. Đó, nhưng mà anh em nhìn lại một vòng đi, bạn quay phim có thể cùng mình đi một vòng thì qua cái nhìn tổng quát nhất thì chia sẻ với anh em, chiếc Hyundai Santa Fe này sơn zin 99,99% các bạn. Một chiếc xe rất là đẹp các bạn. Sản xuất 2020, xe cá nhân, một chủ mua từ mới. Và cũng cảm ơn một anh fan YouTube, anh Đông. Anh có alo cho Đạt và anh để lại chiếc xe này cho mình nha các bạn. Thật sự là quá đẹp, mặc dù là trong quá trình thương thảo đàm phán giá cả với anh thì anh cũng hơi khó. Nhưng mà không sao, xe thì em đã lấy về rồi. Và hy vọng là em sẽ bán được cho khách hàng mới, một người yêu xe và giữ xe kỹ giống như anh. Và chắc cũng kiếm lời được chút đỉnh để duy trì sự hoạt động của công ty anh em. Đây, bản tiêu chuẩn thì có cái bộ mâm theo mình đánh giá là nó đẹp các bạn. Bộ mâm nó có kích thước nhỏ hơn bản Bre, bản đặc biệt hoặc là bản cao cấp. Bộ mâm này nó chỉ có kích thước 18 inch thôi. So với cái mâm 20 inch kia thì nó bé hơn. Nhưng so với những cái đối thủ khác trong cùng phân khúc thì đây cũng là một bộ mâm to rồi các bạn. Nhìn bề ngoài rất là đẹp các bạn, chiếc xe rất trường dáng nha. Santa Fe nó là một chiếc xe SUV gần như là full size nha các bạn. Không thể gọi là full size được, nhưng mà trên thị trường bây giờ thì nó cũng thuộc dạng là 7 chỗ đích thực rồi các bạn. Cùng phân khúc với lại Fortuner, Ford Everest này kia các bạn. Nó thì gọi là nó định vị là SUV, nhưng thực chất nó dạng động cầu trước. Và nó là động cơ đặt ngang, cho nên nó chỉ là giống như là dạng cross to thôi các bạn. Bản tiêu chuẩn thì nó sẽ lược bớt một số option so với bản đặc biệt và bản cao cấp là nó sẽ không có cửa sổ trời nha các bạn. Một cái tính năng mà thực tế là cũng không có sử dụng là bao nhiêu đó. Và không có phanh tay điện tử ha, nó vẫn sử dụng cái phanh ở phía dưới chân này đó. Còn ngoài ra những cái tính năng khác thì mình thấy nó cũng khá là đầy đủ ha. Có thể là màu nội thất nó khác ha, màu nội thất nó khác. Xe thì vẫn được trang bị nút đề start up, anh em nhìn này, xe quá mới luôn các bạn. Giá không cao đâu các bạn ơi, tiền nào của đấy thôi. Mình định vị và mình đọc thị trường và khách hàng, những người đã bỏ hơn ra 800 triệu để mua một chiếc xe để qua sử dụng như thế này thì ta rất biết giá trị của đồng tiền. Cho nên là anh em trên YouTube là chỉ coi sơ qua thôi, không có hiểu được về giá trị của xe đâu. Mình phải đến, mình coi và mình cảm nhận và mình bỏ cái đồng tiền ra thì mình mới biết được. Chiếc xe này lăn bánh chuẩn là 64.000 km nha các bạn, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và mặc dù là bản tiêu chuẩn này, anh em nhìn này, trên vô lăng xe vẫn trang bị đầy đủ tất cả các phím bấm cruise control, lại chuyển số trên vô lăng. Và anh em nhìn đây, cái xe quá đẹp luôn các bạn, đẹp lắm, cứng ngắc luôn các bạn ơi. Đẹp, mình phải dùng một cái từ là sơn zin 99,99% thì anh em biết cái xe này nó chất cỡ nào rồi. Bạn quay phim có thể lấy sơ qua một tí xíu về cái nội thất cho mọi người xem ha. Cái nội thất thì vẫn là cái da, tuy nhiên thì chất liệu da này thì nó đi với một cái tông màu đen và mình cảm nhận thì nó cũng không đẹp bằng cái phiên bản cao cấp ha, tại vì phiên bản cao cấp thì giá nó quá cao các bạn, và nó cũng không có một cái tầm giá mà dễ dàng tiếp cận như cái phiên bản này đâu các bạn ơi. Đó, nhưng mà nói về giá trị thực dụng, giá trị sử dụng thì mình nghĩ đối với Santa Fe mua phiên bản này thì quá dư thừa rồi các bạn ạ, quá dư thừa, không cần phải nhiều. Đó, tại vì thật sự nếu như mà anh em mua cái phiên bản đời mới bây giờ nó có Hyundai Smart Sim này kia thì nó có thêm nhiều cái gói an toàn. Tuy nhiên để nói về giá trị thực dụng, giá trị sử dụng thì đây là một cái sự lựa chọn hết sức thông thái. Nếu mà so với cùng đời phiên bản máy dầu bản full, nếu mà xe màu trắng, chất xe đẹp như thế này, thị trường chắc chắn phải trên 1 tỷ các bạn. Trên 1 tỷ, lệch với xe này ít nhất phải hơn 200 triệu. Đó, trong khi đó chiếc xe này quá đẹp, sơn zin 99,99%. Đây, nãy giờ mình để cái máy nó nổ tại vì anh biết tại sao, tại vì cái động cơ Hyundai nó nổ cực kỳ êm các bạn, nổ êm lắm ha. Anh em nhìn này, xe này thậm chí là bên mình chưa đánh bát luôn các bạn, nhìn này, ốc chân máy này đó, nhìn những cái dấu chấm sơn ở bảo hành ở đây đó. Và cái động cơ này á nó hơn 200 mã lực nha các bạn, 201 mã lực, ốc lắp cabo này các bạn đó. Và đi kèm với cái động cơ dầu huyền thoại làm nên tên tuổi của Santa Fe ở thị trường Việt Nam mình, đó chính là cái hộp số tự động 8 cấp. Và khi mà đi đường trường
con Santa Fe này nếu anh em nào biết chạy chớn á thì nó rơi đâu đó tầm 5,5 lít các bạn ạ. 5,5 lít thôi, một con số wow quá là kinh khủng. Nhưng mà anh em nào đã có Santa Fe rồi sẽ biết đó, mình không hề nói gọi là nói dốc đâu các bạn. Đây keo chỉ này, cánh cửa này, nói chung là mình đã dùng một cái từ là sơn zin 99,99% rồi. Thì thôi, những cái tiểu tiết này thì mình cũng không phải cần phải đi soi mói kỹ cho anh em coi đâu. Đây, chất xe cực kỳ đẹp, mới lắm. Các bạn có thể coi qua YouTube ha, để mà đánh giá được cái chất xe của con này, sản xuất 2020 nha các bạn. Đó, ghế này, anh em nhìn cái bộ ghế da của nó, chất xe đẹp lắm anh chị, chủ giữ cực kỳ kỹ các bạn. Đó, đẹp lắm các bạn ơi. Đấy, anh em quan sát coi, keo chỉ ngách cửa này. Mình đã dùng một cái từ sơn zin để đánh giá về con xe này, không có điểm gì để chê đâu các bạn. Đó, cái con số mà nhà sản xuất họ công bố nó chỉ có 4,84 lít trên 100 km đường ngoài đô thị thôi. Thì hôm bữa bạn Tô bạn trải nghiệm 700 cây nó rơi tầm 5,5 lít là đúng rồi các bạn. Đây, anh em quan sát này, cái bọng dè này các bạn nhìn nè, anh em nhìn coi, nhìn cái lớp nỉ quanh cái bọng dè để anh em biết được cái chất xe nó đẹp cỡ nào ha. Đó, nhìn coi đó, anh em quan sát những cái khe cản ở đây này, rất là đẹp ha, đèn đuốc rồi coi. Anh em quan sát tiếp gầm bệ này, chưa hề đánh bát luôn nha các bạn, chưa hề đánh bát, sơ cua chưa lăn bánh, nguyên dàn vỏ là zin theo xe hết nha các bạn. Đó, thấy chưa, rất là đẹp, rất là đẹp các bạn ạ. Hyundai Santa Fe, anh em nhìn coi những cái vị trí đó nè, chưa hề có một cái vết trầy luôn, anh em nhìn đẹp, nhìn cái tấm thêm nỉ ở đây này, thẳng băng ha, đẹp lắm các bạn ạ. Tiền nào thì của đấy thôi ạ. Nào, trời, hôm trước cái xe cross nó béo cái thanh cuộn che cái nắp cốp sau đây 7 triệu bạc. Đó, anh em có thể quan sát rất đẹp luôn các bạn. Đó, keo chỉ này, anh em quan sát cốp điện ở đây, thấy không, rất hợp lý luôn. Ở cái cửa tiền 8,5 triệu thực sự bây giờ nếu mà mua được Fortuner thì cũng rơi tầm phom cũ 29 thôi các bạn. Thì mình chuyên Fortuner thôi, nhưng mà đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý để anh em có thể cân nhắc nha. Đó, mình đã trải nghiệm rồi, rất tuyệt vời các bạn ạ, rất tuyệt vời ha, rất tuyệt vời, rất đẹp luôn các bạn ơi, đẹp lắm ha. Nhìn này coi, xe cực kỳ sạch sẽ, chưa có đánh bát luôn các bạn ạ, màu trắng tinh. Đó, anh em nhìn ốc cửa này, nhìn cái chốt cửa ở đây này. Đó, mọi người xem. Đó, đối với bản tiêu chuẩn thì nó vẫn được trang bị là 6 túi khí, có cân bằng điện tử, đầy đủ tất cả các tính năng ha. Đó, chủ xe thì lót thêm một lớp sàn 3D 4D. Đó, cái gu của những cái dòng xe khác thì họ lại không có lót cái thảm sàn simili. Đấy, khách Toyota thì hai khối simili, nhưng mà riêng đối với khách Hàn Quốc, xe Hàn Quốc thì họ vẫn để cái sàn rim. Đẹp không các bạn, đẹp quá các bạn ơi, đẹp. Đó, anh em quan sát lại một dòng đi, Hyundai Santa Fe quá nổi tiếng rồi các bạn ạ, cực kỳ nổi tiếng luôn rồi, không có gì để bàn cả. 850 triệu nha các bạn, 850 triệu cho một chiếc Hyundai Santa Fe 2020, xe cá nhân, một chủ mua từ mới, odo chuẩn là 64.000 cây, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và cũng chính anh chủ xe là fan YouTube của mình, anh mới gọi điện anh để lại cho mình. Đó, quá hợp lý các bạn ạ. Rồi, thông tin chi tiết về em Santa Fe này thì mọi người gọi vào số 0931 22 66 69. Xe thì đang đậu ở cửa hàng của mình, 09 Lê Hiến Mai, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.